và Niềm Tân Thời. Tiểu phẩm này mời quý vị cùng đến phần song tấu rất ăn ý của hai nghệ sĩ hài được khán giả rất yêu thích. Một tràng tay thật lớn và thật đồng nhiệt cho nam nghệ sĩ hài Y Chung và nam danh hài Bảo Chung. Tuấn ơi! Ai rồi hả? Kêu Tuấn mà. Tuấn! Dạ! Dạ! Cho tiền con không? Cho tiền hả? Dạ! Cháu ra! Tiền mày hả? Tao à? Ấn kêu ra đó tiền, ai kêu ra ấn mà. Tao mà chuẩn bị đánh mày nè. Con thế hả? Hồi sáng giờ mày đi đâu? Hồi sáng giờ là con bận đi đá bóng. Con mê bóng không? Gặp bóng là con đá à. Bóng này là đá chứ con. Như vậy? Dạ. Bóng này. Ở nhà cấm nó cái chữ bóng. Cấm nó chữ bóng. Cái gì mà liên quan tới bóng là không được nói. Là sao? Thí dụ cái bóng đèn. Cái bóng đèn mày phải nói là cái đèn. Ủa dạ. Rồi con hiểu rồi. Cái đèn. À. Ba đê. Trời ơi, tao đã cấm nó chứ bóng nào đâu có chưa đê. Cái nhà này cái gì ông cũng cấm được đó. Biết hôm nay ngày gì không bỏ đi chơi? Biết sao biết? Sao đây nói chuyện? Hôm nay ngày gì? Bữa nay là thứ bảy. Ngu. Dạ. Ngu mày ngu. Đó đó, con nói thiệt mà. Con nói đúng là sao không đánh con hoài hả? Cái ngày này có con hoài. Dạ cảm ơn chị. Có hoài cái đánh tao hoài hả? Không tao đã hỏi hết mà con đây phải nay thứ bảy không? Phải nay thứ bảy không bà con? Dừng chuyện. Rồi bà coi. Ai biết nay thứ bảy? Tao hỏi ngày gì? Cái ngày gì? Ai biết ngày gì? Bây giờ mày biết hả? Ngày gì hả? Sinh nhật của tôi. Ồ thôi. Sinh nhật hẹn kiến của Hòa luôn ta. Đổi mà ông nhớ lộn rồi ông ơi. Gì? Sinh nhật con á, chưa có tới. Ủa mày nhớ sinh nhật tao sao? Sao không nhớ? Rồi nên sinh nhật năm nào con cũng rửa chén uống nước, sao không nhớ được? Ủa sinh nhật tao ngày nào? Năm tháng 7. Ê sao mày nhớ dài quá vậy? Trời ơi, không biết cái ngày đó vui lắm á. À. Cái ngày đó là ngày cua hồn, con biết gì mà cua hồn. Cua hồn. Mày nói tao cua hồn thôi chó. Không nhớ sinh nhật cũng đánh mình. Cái này, cái bời hết ca sĩ rồi đi cho tao. Trời ơi, bữa nay sinh nhật ông mời ca sĩ luôn. Ờ. Không gian vậy? Ừ, không có gan gì hết á, tao là giàu mà. Bây giờ mày mời hết ca sĩ à. Người nó người nào mà đẹp trai rồi mời đến cho tao. Mà mời ai vậy ông? Vũ Linh. Trời đất ơi. Đẹp trai tao chịu à. Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Trần Vũ. Trần Vũ. Ôi. Vậy đó. Mày không dữ dằn không vậy? Đẹp trai tao mời lễ hết cho tao. Đẹp trai mời hết luôn. Ừ. Trời ơi, mời nhiều. Vậy là nhiều tiền lắm á ông. Nhiều tiền mày. Chứ sao? Mà ý kiến đó ông hút mấy phần hụi không đủ trả ta đâu. Chết cha vậy ta tưởng lợi hát từ thiện. Cái nhà ông làm như cái chùa rồi, hát từ thiện. Mày chắc không em? Ừ đó, cái này thằng này, thằng này, thằng này thằng nào? Thằng này là em tôi ở xóm á. Nuôi nhà ông ngoại ở trên đòi mất dạy. Sao mất đầu hả? À. Trời ơi, đây nè, tôi nói cho ông nghe. Nhìn ông là biết ông làm sinh nhật mà ông sợ tốn tiền phải không? Chứ sao mày? Trời ơi. Con chỉ ông cách này nè, ông làm sinh nhật không có tốn tiền. Vì mà bà con lì xì ngửa tại cho ông luôn. Làm sinh nhật không tốn tiền. Ừ. Bà con lì xì ngửa cái tao. Đó. Tao chịu cái này lâu lắm rồi nè. Ê, làm cách nào chỉ coi. Ông làm á, cây nhà lát giường đi. Là sao? Ý là sinh nhật ông á. Còn hát. Được rồi. Ông hát. Ông hát. Dạ. Tôi cho tiền góp anh biểu tôi hát trời. Tôi chửi lộn không à. Ông không biết hát. Tao đâu biết hát không? Con dạy con. Được không? Đậu. Trời ơi, ông khi dễ con hoài, con nói phải đậu cho ông nghe. Trước khi mà con do ở đợi cho ông á, à. Con là cái hát cải lương. Trời ơi, mày hát cái hát cải lương thiệt hả? Kiếp chánh luôn. Ê, mày dạy tao hát đi mày. Dạy tao hát cải lương, tao khoái cải lương lắm. Dạy em hát cải lương. À. Nhưng mà con nói trước nghe. Cái gì? Con khó lắm à. Khó gì? Con dạy ông mà ông làm không được là con chết ông đó nha. Chết, trời ơi, chết. Xin lỗi mẹ, học 1 biết 10 luôn nè mày con. Học 1 biết 10 phải không? À. Đây nè, giờ muốn học cái lương cái gì? À. Ông đưa chai đây. Gì vậy? Thì ông đưa chai đi lâu quá. Đưa chai này làm gì? Để dành đánh.
Mày đánh ai? Đánh ông. Mày khùng nữa mày. Tao chủ mày mà. Thì đúng rồi. Hồi nào tới giờ ông là chủ của tôi. Nhưng mà bữa nay tôi dạy ông nè. Tôi phải làm thầy của ông. Ông không nghe tao nói hả? Nói gì? Không thầy đố mày làm nên. Má ơi, cái gì vậy? Thủ võ ghê hả? Đâu mày uống tao. Uống gì chưa đâu. Dạ, hát cái luôn phải không? Hát cái luôn. Ông thích hát thì thích là cái tuần gì nè? Mày lửa cái tuần nào mà lâm ly bi đát hát sao mà ở dưới người ta thương, người ta lên cho mỗi người 500 ngàn. Lâm ly bi đát phải không? Có cái tuần này lâm ly lắm nè. Có dụng cổ đó mới được nha. Có dụng cổ luôn. Tuần nào? Tuần Lan và Điệp. Đó, trời ơi, cái đó là lâm ly đâu. Phải không? Thấy rồi phải không? Gì? Nhưng mà Lan và Điệp mày hát giai gì? Dĩ nhiên là có hát giai chánh. Giai gì? Giai Điệp. Cần tạo. Ông á, ông cũng hát giai chánh luôn nha. Giai gì? Bà nội Lan. Bà nội Lan. Tự nhiên bà nội Lan à? Ông làm quá có lộn. Ông đẹp vậy, ông hát giai Lan mới đúng á. Khùng. Chịu không? Chịu đi Lan không? Điều. Mà ông biết cốt giai Lan giai Điệp không? Trời ơi, tao coi TV hàng ngày nè mày. Coi sao? Lan giai Điệp hay muốn yêu nhau chứ gì? Đúng rồi. Người duyên nở không thành. Đúng luôn. Con Lan buồn nó mới chết. Thằng Điệp thấy vậy nó nhảy vô nó chết luôn. Thành hai bướm nó bay rồi mày. Người ta thấy nó hai bướm nó bay rồi. Người ta bay bay như vậy. Bay. Bướm nào bay? Không biết mà xấu xạo. Đây nè. Cốt truyện Lan và Điệp đó là hai đứa nó yêu nhau. Đó. Rồi duyên nở không thành. Đó. Con Lan buồn quá nó mới cạo đầu vô chùa nó tốn. Muốn chết hả? Chết đâu mà chết. Chết sao hát? Quên hả? Khúc này làm ly bị đát nó không chịu hát khúc này không? Chịu. Dạo ngồi xuống đi. Ngồi làm liền luôn hả? Ngồi làm liền, tôi tập liền cho ông luôn. Tập liền. Làm xin được hát hả? Ngồi xuống đây nè. Trời ơi, ngồi giúp chắc được cái gì? Còn có anh Lan rồi, Lan à. Vậy hả? Thì sống chứ? Sống rồi. Làm gì? Cạo đầu. Mẹ, chi vậy? Nhưng cạo đầu không nổi. Thì ta đi tu phải cạo đầu chứ sao? Ta cái không nhé, mà là nghệ sĩ hát là mỗi lần cạo cái đầu đâu đâu, ta chịu nổi. Chứ giờ sao? Tao cũng quá trang, tao kiếm gì tụi bến vậy thôi, tự nhiên cạo đầu, mất vợ. Trời không quá trang đi. Bữa nay ông chết không chứ tôi rồi phải. Bà con của bác biết không? Cái ông này ông giàu mà ông kẹo lắm. Tối ngày ông ăn toàn liền mì gói không à. Giết cái tướng ông như y như cọng mì á. Thì ba sinh nhật có đòi mời ca sĩ. Không biết tiền đâu đã. Lương của con nào thiếu mấy tháng không đâu có đã đâu. Ông chỉ có cây đẹp đạn được ổng thôi. Gặp cái đẹp là móc xẻ liền. Bởi vậy ông này là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ngày nào cũng đánh tôi, sáng trưa chiều tối gì cũng đánh. Bên hai tôi dạy em hát cái luôn nè. Mà ông hát không được đó nha. Tôi phải có cơ hội tôi trả thù rồi. Bà con chào xem nha. Xong chưa mày ơi? Tôi giới thiệu lòng gia liền nha. Dạ. Kính thưa quý vị, kịch bản Lan và Điệp xin phép được bắt đầu. Tên đó lên tên tên Lan Anh Điệp. Bà động cái gì ở trong cái đám đau quá vậy? Thôi không dở cái đâu. Thầy biết tôi ngu lắm nên bà dở cái đâu. Thôi bà không dở cho được không? Bà qua bên đó bà đứng đi. Đứng nhà kêu Lan thôi là bà tập thiệt được bên đó. Đây hả? Rồi đi cứ đứng cái mày gì ta? Ta đi giống người mẫu á. Thôi! Bà đứng bên đó thôi. Kêu Lan ơi là bà nhào vô hát thiệt là được. Hát gì vậy? Bà muốn hát gì đó bà hát hả? Dễ vậy? Ta hát ừ, mày sửa nha. Ừ, tôi dạy cho. Rồi. Rồi, chuẩn bị nghe, Lan ơi là hát liền nha. Lan em... Hát gì hết? Làm gì điểm sợ người ta dữ vậy? Tôi không có sợ bà. Tôi sợ hai cái nhọn nhọn đây nè. Bà tính lấy hai cái nhọn nhọn, bà đâm đuôi hai mắt tôi hả? Bà tính giết người, bà cúp cổ hả? Của thôi gì là cướp thôi đợi thôi đợi làm cái của gái gì đâu mà gặp trai là sát vô trời ơi Lan thì em gặp nhau tao mới mừng chứ mừng cái gì mà mừng
ông biết cái khúc này nè, Lan đã đi tu rồi. Ờ. Mà thường thường người ta đi tu á, là người ta phải chấp tay lại. Đâu chấp tay lại coi. Tài để tấm không? Làm gì vậy? Làm gì hớn hở à? Người ta đi tu là mặt người ta phải buồn. Nó mặt buồn coi. Mặt như mình đau chết mẹ. Đứng đó nghe, kêu Lan ơi là nhào vô hát liền nha. Lan em. Gì vậy? Bà con ơi, tôi chưa thấy con Lan nào mà nó xấu như con Lan này. Sao bà đứng đó bà khóc đó. Cái mỏ bà tú ngoài chợ Bến Thành. Bà dẹp cái mỏ bà vô đi. Ghê à. Đó đó, đó đó. Cái tay mà nó lòi hai cái súng như thế ghê không. Lan, anh lên điểm tôi tìm Lan này Lan. Ôi, có vợ rồi, tôi tìm tay chi nữa. Nhưng mà em còn thương Lan mà. Con tu rồi má ơi. Đừng bỏ anh Lan ơi. À gì tu. Giờ anh đã là chồng người ta. Áo trắng tay cầm hoa. Chém đúng phế thiên hòa ca. Cùng thầy la 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 la. Là bà sao xạo mà la. Bà đậu cha mày. Tao chủ rồi nắng như con đẻ mày. Đại biểu không? Đứng đi. Ông hát tao bậy bạ chứ. Hát bậy rồi đó. Thôi tao mệt đâu quá. Đứng lên hát lại giùm tôi đi. Mày biết hát sao tao hát đâu có gì chị. Chị tao không? Chị gì đi. Ban cái tù này hát còn hát luôn à. Hát gì đẹp mày hát mày vợ người ta. Thôi hát lại giùm tôi đi. Mệt quá. Bậy rồi. Kiếm gì vậy? Mới hai cái giờ bớt cái rồi. Bọn nó cái gì? Cặp mẫu như thiệt anh à. Có duyên với con sông hả? Nói là lọt ra đây chứ đâu. Ông rồi nó bắn đánh lắm à. Có. Ở đâu? Nó chạy ra sao? Trời đất ơi, tôi thấy trên cả thế giới này của người ta ở trước không mà của ông ở sao? Bây giờ tôi yêu cầu ông nghe từ phía sau ông trở về phía trước. Đồng giáo và cao so le rồi má ơi. Ở ông thế đâu á? Ở rồi đó, tôi đàng hoàng nó ở trong cái bơ lên ngay giữa rồi. Thôi chạy ông xin chạy tôi đi. Thế nên tôi chưa thấy nhỏ cái nào mà nó xấu như nhỏ cái này. Xấu rồi. Giống y như hai cái súng của bà con. Ghê. Đó, bây giờ ông dạy cho tôi gọn, cho tôi lẻ đi, cho tôi mệt lắm quá. Rồi. Bây giờ ông ngâm thơ đi. Ờ, vậy đi. Giờ tôi hát nhả. Ờ. Thì sao ông vô giọng cổ nè, người ta thương không à? Ngâm gì? Ngâm thơ. Mày dạy tao đi. Ông không biết ngâm thơ. Ừ, dạy đi. Thôi dạy vậy đi, tôi ngâm sao ông ngâm y là vậy là đúng à? Ờ, dễ nha. Dễ hả, thằng nghe nè. Chùa xa chuông đồ. Ngắm đi giờ gì? Bốn chữ à? Nhiều đó thôi. Trời ơi, dễ quá chứ, hôm nãy giờ không nói. Dễ thì ngắm đi. Chùa xa chuông đồ. Đổ. Ông hát đâu mà tốt trên trời vậy? Thấp lại. Chùa xuống. Chùa xuống. Chùa thấp lắm. Chùa xa chúng đổ. Ông gọi hồn hả? Ông gọi hồn ai à? Đánh cái gì hả? Mày nó coi, giật giật luôn đó. Hồi nãy giờ mày đánh tao 40 cái rồi nghe. Ai biểu?
Thầy biểu ông hát bài bản gì? Biểu tao xuống, rồi đánh tao. Ông xuống vô hải tao chứ. Cái trời, cái dưới đất sao vô tao. Tao gì? Tao không đi ra mặt rồi á. Tao có biết gì đâu tao. Đưa cái chai ra mày. Cái gì? Đưa cái chai ra tao sáng nè. Tao chỉ cho. Có đánh tao canh kỹ đàng hoàng. Để sao? Cái chỗ này nó mềm, nó không đau nè. Mày chớ nghe cũng buồn không phải. Nãy giờ mấy cái buồn à. Con chưa có kinh nghiệm. Cái thù á. Thù gì? Vài lần nữa có kinh nghiệm à. Đánh mua lông ốc luôn à. Lông ốc gì? Ai hiểu không? Tao hát tao bậy bạ chi. Trời, ông làm lại đi. Mày làm đi. Một lần này nữa thôi nghe. Ông mà làm không được là tôi nghỉ cho ông ra luôn á. Nghe, cho kỹ ha. Chùa xa gọn nó mà làm dài quá. Thế chùa. Chùa xa chung đồ. Đúng rồi. Chung đồ chùa xa, chiều ta trở về thì cũng là chung mưa. Vừa bụng ông chưa? Dạ. Đã tôi nói rồi. Ông ngâm thơ thôi rồi bài nhạc mà tôi hát. Ủa sao mày không hát đi? Ông dành hết trơn cái gì tôi hát. Có bài nhạc mà ăn giọng tới phút cuối luôn còn gì tôi. Thế còn không chót hát đi. Tôi dành tôi không hát luôn cho mình ông ăn đi. Hát cái đó cho 500 rồi. Cho tiền phải không? 500. Không. Cho tiền là làm đi nha. Ừ. Rồi. Lại đi. Nếu duyên không thành, điệp mời làng cắt tóc. Cào đầu đi tu. Trời ơi! Hay quá ông ơi! Ờ. Bởi xa cơ dự chiếm trường có tiền. Cái gì vậy ba? Lan không có tiền dấu nước biển. Điệp đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Về với Vĩnh Biệt ông nội. Đi về với Vĩnh Biệt vậy.
vậy vậy để tiền đâu? Tiền gì đã? Có mà cầm 10 triệu á. 10 triệu này là tiền lương của tôi mà. Mày dám đóng hả mày? Mày dám đóng hả? Ở đợi lương 3 triệu tháng rồi lại cho 10 triệu. À, 3 triệu thì 3 triệu. Còn 7 triệu tôi có ai nghèo nghèo tôi cho tao luôn. Trời đất ơi, tiền mồ hôi nước mắt tao mà cho ai vậy? Ông ẩn ác hả? Tôi phải lấy cái tiền này nè, tôi cho người ta để lấy cái đức lại cho ông. Tao đuổi mày luôn. Ông khỏi đuổi, tôi nghỉ luôn. Hay quá. Vậy là tao hết thiếu nợ rồi đó nha. Hết rồi, hết thiếu nợ rồi. Ba con làm chứng giùm tôi nha. Đem tiền nghỉ con. Đây nè. Ở ngoài với 100 ngàn nữa. 100 ngàn này á. 100 ngàn thiệt á nha. Ở trong toàn tiền cúng của hồn không đó con. Không gạt tôi nữa trời ơi. Bảo Trung Huy Trung xin kính chúc tất cả quý vị được. Còn sự dễ xin chào. Đó, tỏ tay nữa cho nghệ sĩ Hải Lý Trung và khán giả Hải Bảo Trung. Cảm ơn anh với tiểu phẩm mà Lan và Điệp Tân Thời. Có quà anh, có quà tặng anh hả? Rồi, anh Trung đó, cảm ơn khán giả tặng quà cho anh nha. Dạ, khán giả hôm nay dễ thương quá. Bổ tay rất là lớn, còn tặng quà cho nghệ sĩ rất nhiều nữa. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. À, ngay bây giờ để quay trở lại với không gian âm nhạc ngày hôm nay, Tấn Hưng mời tất cả quý vị cùng đến với dòng nhạc của quê hương trữ tình thật ngọt ngào và sâu lắng, và cùng nghe lại một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Yêu Cô Gái Bạc Liêu. Ca khúc này Tấn Hưng mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ với một giọng hát rất hay của một nam ca sĩ đã tham gia solo cùng Bolero ở mùa giải đầu tiên và nhận được giải Á quân. Mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Phú Quý. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Dạ, lời đầu tiên quý vị xin tất cả quý vị chào.